Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc, viết tắt là GCG. Thêm một cách nữa để nhận biết hai tam giác bằng nhau. 1. Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề. Bài toán: vẽ tam giác ABC biết BC bằng 4 cm, góc B bằng 60 độ, góc C bằng 40 độ. Giải hình 92. Thứ nhất, vẽ đoạn thẳng BC bằng 4 cm. Thứ hai, trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ các tia BX và CI sao cho góc CBX bằng 60 độ, góc BCI bằng 40 độ. Hai tia trên cắt nhau tại A, ta được tam giác ABC. Lưu ý, ta gọi góc B và góc C là hai góc kề cạnh BC. Khi nói một cạnh và hai góc kề, ta hiểu hai góc này là hai góc ở vị trí kề cạnh đó. 2. Trường hợp bằng nhau góc cạnh góc. Câu hỏi 1. Vẽ thêm tam giác A'B'C' có B'C' bằng 4 cm, góc B' bằng 60 độ, góc C' bằng 40 độ. Hãy đo để kiểm nghiệm rằng AB bằng A'B'. Vì sao ta kết luận được tam giác ABC bằng tam giác A'B'C'? Ta thử nhận tính chất cơ bản sau. Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia, thì hai tam giác đó bằng nhau. Nếu tam giác ABC và tam giác A'B'C' có góc B bằng góc B', cạnh BC bằng cạnh B'C', góc C bằng góc C', thì tam giác ABC bằng tam giác A'B'C'. Hình 93. Câu hỏi 2. Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 94, 95, 96. 3. Hệ quả. Từ trường hợp bằng nhau góc cạnh góc của hai tam giác, ta có các hệ quả. Hệ quả 1. Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Học sinh tự chứng minh hệ quả 1. Hệ quả 2. Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Giả thiết, tam giác ABC có góc A bằng 90 độ, tam giác DEF có góc D bằng 90 độ, cạnh BC bằng cạnh EF, góc B bằng góc E. Kết luận, tam giác ABC bằng tam giác DEF. Chứng minh, hình 97. Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau nên góc C bằng 90 độ trừ góc B, góc F bằng 90 độ trừ góc E. Ta lại có góc B bằng góc E. Giả thiết, suy ra góc C bằng góc F. Từ đó suy ra tam giác ABC bằng tam giác DEF, góc cạnh góc. Bài tập. Bài tập 33. Vẽ tam giác ABC biết AC bằng 2 cm, góc A bằng 90 độ, góc C bằng 60 độ. Bài tập 34. Trên mỗi hình 98, 99 có các tam giác nào bằng nhau vì sao? Bài tập 35. Cho góc XOY các góc bẹt OT là tia phân giác của góc đó, qua điểm H thuộc tia OT, kẻ đường vuông góc với OT, nó cắt OX và OY theo thứ tự ở A và B. A. Chứng minh rằng OA bằng OB. B. Lấy điểm C thuộc tia OT, chứng minh rằng CA bằng CB và góc OAC bằng góc OBC. Luyện tập 1. Bài tập 36. Trên hình 100 ta có OA bằng OB, góc OAC bằng góc OBD, chứng minh rằng AC bằng BD. Bài tập 37. Trên mỗi hình 101, 102, 103 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao? Lưu ý, trong một bài toán, khi không ghi đơn vị độ dài,
ta quy định rằng các độ dài có cùng đơn vị. Bài tập 38. Trên hình 104, ta có AB song song với CD, AC song song với BD. Hãy chứng minh rằng AB bằng CD, AC bằng BD. Luyện tập 2. Bài tập 39. Trên mỗi hình 105, 106, 107, 108, có các tam giác vuông nào bằng nhau, vì sao? Bài tập 40. Cho tam giác ABC với cạnh AB khác cạnh AC. Tia AX đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc với AX, với E thuộc AX, F thuộc AX. So sánh các độ dài BE và CF. Bài tập 41. Cho tam giác ABC, các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở Y. Vẽ ID vuông góc với AB, D thuộc AB. IE vuông góc với BC, E thuộc BC. IF vuông góc với AC, F thuộc AC. Chứng minh rằng ID bằng IE bằng IF. Bài tập 42. Cho tam giác ABC có góc A bằng 90 độ, hình 109. Kẻ AH vuông góc với BC, H thuộc BC. Các tam giác AHC và BAC có AC là cạnh chung, góc C là góc chung. Góc AHC bằng góc BAC bằng 90 độ, nhưng hai tam giác đó không bằng nhau. Tại sao ở đây không thể áp dụng trường hợp góc cạnh góc để kết luận tam giác AHC bằng tam giác BAC? Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác. Bài tập 43. Cho góc XOY khác góc bẹt. Lấy các điểm A, B thuộc tia OX sao cho OA nhỏ hơn OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia OY sao cho OC bằng OA, OD bằng OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng A, AD bằng BC. B, tam giác EAB bằng tam giác ECD. C, OE là tia phân giác của góc XOY. Bài tập 44. Cho tam giác ABC có góc B bằng góc C, tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Chứng minh rằng A, tam giác ADB bằng tam giác ADC. B, cạnh AB bằng cạnh AC. Bài tập 45. Đố: cho bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trên giấy kẻ ô vuông như ở hình 110. Hãy dùng lập luận để giải thích. A, AB bằng CD, BC bằng AD. B, AB song song với CD.